Iran không loại trừ khả năng nối lại đàm phán về thỏa thuận hạt nhân bên lề phiên họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc lần thứ 77 ở Mỹ. Đây là thông tin vừa được người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Nasser Kanani thông báo. Tổng thống Iran Ebrahim Raisi cùng với Thứ trưởng Ngoại giao kiêm trưởng đoàn đàm phán hạt nhân Iran Ali Bagheri Kani đã đến New York để tham dự phiên họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Ông Kanani cho biết Iran chưa bao giờ rời khỏi bàn đàm phán và đàm phán là một cách hợp lý để giải quyết những khác biệt. Ông Kanani nhắc lại rằng Iran sẽ không đàm phán với Mỹ trước khi nước này đảm bảo sẽ hủy bỏ các lệnh trừng phạt đối với Iran. Theo giới phân tích, hiện chưa có dấu hiệu cho thấy Tehran và Washington sẽ vượt qua được những bất đồng. Tuy nhiên, Iran được kỳ vọng là sẽ sử dụng diễn đàn Đại hội đồng Liên Hợp Quốc để duy trì giải pháp ngoại giao bằng cách nhắc lại mong muốn đạt được một thỏa thuận bền vững. Hôm qua, Hàn Quốc đã tổ chức một cuộc trình diễn quân sự bắn đạn thật quy mô lớn trong khuôn khổ triển lãm quốc phòng Hàn Quốc năm 2022 gần khu phi quân sự Liên Triều. Các phương tiện quân sự, xe tăng, xe bọc thép, nhiều bệ phóng tên lửa và trực thăng tấn công đã được huy động cho cuộc tập trận. Triển lãm dự kiến sẽ mở cửa đến ngày 25 tháng 9 tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế Hàn Quốc. 350 nhà triển lãm sẽ giới thiệu các sản phẩm và công nghệ khác nhau liên quan đến quốc phòng và an ninh như là hệ thống vũ khí, hệ thống không người lái, thiết bị quân sự và chống khủng bố. Thưa quý vị, dịch Ebola đã bùng phát tại Uganda sau khi một trường hợp nhiễm chủng Sudan tương đối hiếm được xác nhận ở nước này. Giám đốc WHO khu vực châu Phi cho biết đây là lần đầu tiên trong hơn một thập kỷ qua Uganda ghi nhận chủng Ebola Sudan. Ca mắc Ebola nói trên là một thanh niên 24 tuổi xuất hiện triệu chứng và sau đó đã tử vong. Ngoài ra, cơ quan y tế Uganda cũng đã tiến hành điều tra 6 trường hợp tử vong đáng ngờ ở cùng khu vực. WHO cho biết hiện có 8 trường hợp khác đang được theo dõi tại một cơ sở y tế. Đồng thời, cơ quan này sẽ triển khai nhân viên đến khu vực bị ảnh hưởng. Vừa qua, hơn 18 tấn sầu riêng tươi của Việt Nam trị giá là hơn 73.000 đô la Mỹ tương đương với hơn 1,7 tỷ đồng tiền Việt Nam đã được chuyển tới khu tự trị Trang Quảng Tây, miền Nam Trung Quốc. Đây là chuyến giao hàng trái cây đầu tiên tại Trung Quốc sau khi Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực RCEP có hiệu lực trong năm nay. Phía hải quan Trung Quốc đã thiết lập những luồng xanh và dịch vụ đặt chỗ để tạo điều kiện cho việc lưu thông trái cây tươi, qua đó có thể rút ngắn thời gian vận chuyển. Người tiêu dùng Trung Quốc được kỳ vọng sẽ được thưởng thức nhiều hơn các loại trái cây chất lượng. Và hiện có 66 loại trái cây từ 9 nước khu vực ASEAN đã được cấp phép cho thị trường Trung Quốc, phần lớn thông qua đường Quảng Tây. Kể từ khi có hiệu lực thì thương mại và hợp tác về các sản phẩm nông nghiệp giữa các thành viên RCEP phần lớn đã được tạo thuận lợi.